Shop hàng Nhật Việt xin chào cả nhà. Em lên sóng một con máy lọc không khí VIP của hãng Panasonic. Một con VX70 dòng hai cánh vẫy. Con này VX70 các bác nhá. Hai cánh vẫy. Con này thì em báo giá luôn là em bán là 3,6 triệu. Đấy. Giá 3,6 triệu. Về hình thức của nó thì nói với các bác luôn là nó cũng không có khiếm khuyết gì. Tuy nhiên là vỏ của nó thì cũng không được gọi là trắng đẹp mỹ mãn như các máy khác các bác nhé. Đấy, cho nên là các bác nào lấy thì em bán với cái giá 3,6 triệu thì các bác cũng không thể đòi hỏi nhiều được nó về phần hình thức đâu nhé. Đấy, các bác nào cảm thấy phù hợp thì mua thôi. Chứ tránh trường hợp là mua thì nhiều bác thì lại cứ bảo là chê này chê nọ. Vì tiền nào thì nó là hàng đấy thôi. Bình thường một con trắng đẹp như thế này có thể có giá lên 5 triệu. Đấy. Những con này vỏ của nó thì nó không được đẹp đều. Không đẹp đều các bác nhé. Cho nên là em bán 3,6 triệu thôi. Có những con thì bắt buộc nó bán là như vậy. Nó cũng không có gì là xấu cả. Nó chỉ là không long lanh lắm thôi. Nhưng còn cũng không có cái điểm gì chê lắm các bác nhé. Đấy. Coi như các bác xem cận cảnh luôn. Tất cả mọi chi tiết. Đấy. Hình thức nó có như vậy. Một con máy hình thức là bình thường. Nếu mà xét trên thang điểm 10 thì con này chắc là được điểm 6 hoặc 7 thôi. Đấy. Vì hình thức nó không hoàn mỹ, trắng đẹp hết. Đấy. Phần nó cũng là đều, lung tung, nó đều theo một cái hình thức là ở cái mức hình thức trung bình. Đấy. Còn đây là một con máy phân khúc cao cấp rồi. VX70, không phải là loại máy bình thường nữa. Em bán giá này bằng những cái con VX65 rồi. Năm 2012 các bác nhé, 66W này, VX70 hãy dùng cho phòng khoảng 50m2 đổ lại. Về phần màng lọc thì bên em thay màng mới nhé. Màng lọc thay màng mới các bạn, chẳng hỏi ra làm gì nữa, nó có vậy thôi. Màng mới rồi mà, màng cũ thì mới cần phải xem, màng mới thì không cần phải. Đây cả, khu vực bình nước này, rất là trắng đẹp, sạch sẽ. Đấy, màng tàu ẩm zin còn rất là đẹp luôn nhé. Rất là xốp đẹp này. Đấy. Nói chung là một con máy ở mức hình thức trung bình. Còn chất lượng thì hoàn hảo, mọi chức năng hoạt động ok. Đấy. Tất cả mọi thứ ok hết. Có cảm biến dò tìm chuyển động coi nhé. Phát hiện người thì phân khúc cao cấp mới có này. Đấy. Công nghệ Econavi. Cảm biến ánh sáng. Test mọi chức năng luôn đấy ạ. Báo phần trăm độ ẩm. Báo cảm biến bụi mùi. Khóa trẻ em hẹn giờ, chế độ dọn phòng nhanh, cánh vẫy kép. Đấy. Giá 3,6 triệu, các bác nào có nhu cầu lấy các bác liên hệ nhé. À, con này bên em đã đấu điện 220V rồi. Đấy. Giá 3,6 triệu chưa vận chuyển, chưa phí vận chuyển. Chào các bác.